mặt trời lên trên cao nguyên bao la đang dâng tô hồng cho lòng ta ước chim trâu bay trên nền trời Đắk Lắk mà lắng nghe hương đồng xuân đang gần cao su vàng. Say hương trên miền rừng cao phương vào mùa tới. Cái trẻ đêm, cái trẻ mơ nồng. Hát cho bao người xanh đất mới, hát cho bao ngàn làn sóng vỗ rộn ràng. Mênh mang, gió ngút ngàn dưới nắng vàng, vài vòi đi từng ngàn. Hey! Đường đã về, nước mắt ngàn, đời cha ông mình thẳng mơ. Dâng lên tô hồng cho lòng ta hát mãi, ôi quê hương yêu thương ngàn lời ca. Sáng tác của Nguyễn Cư được mang tên Xôn xao mênh mang cao nguyên Đắk Lắk với phần hỗ trợ của nhóm múa Minh Họa. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét đánh giá từ ban giám khảo. Xin mời. Xin chúc mừng chàng trai Cao Nguyên. Iselin Azun đã thực sự đưa chúng tôi và những người khán giả đến với Cao Nguyên mênh mông. Và tôi rất là thích phần biểu diễn của em hôm nay. Và xin chúc mừng em. Cảm ơn chị. Cảm ơn đã đem lại cái không khí vô cùng tưng bừng cho đêm thi. Em luôn đem lại cho chị những cái thiện cảm vô cùng sâu sắc. Đầu tiên là cái nụ cười của em. Hôm nay em cười rất nhiều. Cái nụ cười đó đem lại cái sự yêu mến của khán giả dành cho em. Hôm nay tôi rất thích cái phần biểu diễn của em.
phần thi của em hôm nay khiến cho tôi tưởng tượng ra một cái không khí của một đêm hội, của một không khí của những con người con Tây Nguyên. Đối với tôi thì cái phần biểu diễn hôm nay của em là tôi thích nhất từ đầu đến giờ. Cảm ơn chị. Từ lúc em thi đến giờ. Xin cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo. Cho Thanh Ngọc hỏi là quý vị và các bạn có yêu mến Angelina Jun không ạ? Nếu như vậy thì tại sao quý vị không cầm ngay điện thoại lên để nhắn tin bình chọn cho bạn ấy bằng cách soạn THTH khoảng trắng 04 gửi về tổng đài 8483. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo quý vị nhé.